theo thì chúng ta sẽ làm quen với một số các cái lệnh để hiệu chỉnh cho đối tượng ở trong Illustrator. Thế thì trong Illustrator để hiệu chỉnh một đối tượng nào đó thì trước hết là các bạn cần phải chọn đối tượng. Và khi các bạn chọn đối tượng thì cái Boolean cái hộp điều khiển nó sẽ hiện ra, nó bao xung quanh cái đối tượng như các bạn đang nhìn thấy trên đây. Các bạn có thể làm một vài thao tác điều chỉnh cơ bản như sau. Bằng cách là bấm vào một trong các cái tay nắm điều khiển này thì các bạn có thể điều chỉnh được về mặt kích thước của đối tượng. Ví dụ như là tôi bấm vào những cái điểm điều khiển giữa ngang thân này hoặc là ở giữa đỉnh đáy thì tôi có thể co duỗi và tôi thay đổi kích thước cho cái đối tượng như thế này. Trong trường hợp nếu mà tôi chọn vào các cái đối tượng tay nắm điều khiển nằm ở góc thì khi tôi bấm vào thì các bạn sẽ nhìn thấy là mũi tên hai chiều như thế này, và tôi kéo thì nó kéo đồng thời cả hai chiều luôn, cả chiều cao lẫn chiều rộng của đối tượng. Tuy nhiên khi mà tôi thao tác như thế này thì nó không đảm bảo cái sự biến dạng tỷ lệ, có nghĩa là một chiều có thể tăng nhiều hay là tăng ít, hoặc giảm nhiều hoặc giảm ít, và nó thay đổi cái tỷ lệ giữa hai cạnh này đi. Thế thì muốn mà cái hình của chúng ta nó thay đổi nhưng mà không bị méo tỷ lệ thì trong lúc kéo thì các bạn giữ phím shift cho tôi, thì lúc này mặc dù là cùng lúc kéo cả hai cạnh nhưng mà nó vẫn duy trì tỷ số giữa cái cạnh đứng và cạnh ngang của đối tượng. Thế còn trường hợp mà tôi đặt trỏ chuột vào gần gần với lại cái điểm điều khiển ở góc này thì lúc này cái mũi tên nó sẽ biến đổi thành mũi tên hai chiều có cái dáng cong, và nếu như tôi nhấp chuột và tôi rê chuột đi thì các bạn sẽ thấy đây là thao tác quay đối tượng. Thì đấy là mấy thao tác transform rất là cơ bản. Đó, thay đổi kích thước theo chiều ngang, thay đổi kích thước theo chiều dọc, thay đổi cả hai cạnh cùng một lúc, thay đổi hai cạnh cùng một lúc có giữ shift và quay đối tượng. Thế nhưng mà những thao tác này là những thao tác mang tính tương đối thủ công và nó không cho chúng ta biết được cái kết quả một cách chính xác. Thì Illustrator nó làm rất là cẩn thận, nó cung cấp cho chúng ta một số các cái công cụ đặc biệt chuyên để làm cái thao tác cụ thể thôi. Và chúng ta quan sát mấy cái công cụ đó như sau. Ví dụ tôi muốn điều chỉnh cái đối tượng này thì tôi có thể điều chỉnh bằng một số công cụ đặc biệt gán cho các cái trường hợp này như sau. Đầu tiên là tôi làm quen với lệnh hay là công cụ rotate. Các bạn nhìn ở trên hộp công cụ thì các bạn sẽ nhìn thấy cái công cụ rotate nó có cái dáng hình tròn có mũi tên như thế này. Và tôi có thể thao tác bằng mấy cách như sau. Một là tôi nhấp chọn công cụ thôi thì mặc nhiên nó sẽ trở thành lệnh quay. Đấy. Tôi có thể trỏ vào hay trỏ vào trong hay trỏ ra ngoài, tôi cứ rê chuột đi là tôi sẽ làm cho đối tượng này quay. Đấy. Lệnh này chỉ có duy nhất một cái tính chất thôi, một cái tính năng thôi, đó là làm quay cho đối tượng. Tuy nhiên nếu như mà các bạn nhìn lại cái này, đây công cụ selection, công cụ mũi tên này và công cụ quay, các bạn nhìn nhé, công cụ mũi tên thì tôi sẽ nhìn thấy như thế này. Tất nhiên tôi có thể quay được không? Quay được, đúng không? Nhưng nhìn lại công cụ này rotate thì Boolean không thấy, và các bạn sẽ nhìn thấy là nó nổi ra một cái tâm ở đây là một cái thứ mà các bạn hoàn toàn có thể quay nó được, các bạn có thể dịch chuyển nó được. Các bạn chỉ cần là đưa trò chuột vào đây và nhấp, các bạn kéo thì cái tâm này các bạn có quyền là di nó sang vị trí mới, và ở vị trí mới thì đối tượng của chúng ta sẽ quay theo cái tâm mới này. Cái này nó không nhất thiết là phải nằm bên trong đối tượng, mà các bạn thích thì các bạn có thể kéo nó ra phía ngoài. Đây, tôi bấm vào cái tâm và tôi kéo nó ra phía ngoài. Lúc này thì tâm quay nằm ngoài đối tượng, và khi tôi quay đối tượng thì nó lại quay theo tâm mới. Có nghĩa là trong công cụ này thì nó giúp chúng ta nhìn thấy tâm quay, nó cho phép chúng ta di chuyển tâm quay sang vị trí mới. Mà vị trí mới này thì không nhất thiết là phải nằm trong đối tượng, và đôi khi có thể là nằm ngoài đối tượng. Thế thì các bạn mới thấy là nó bổ sung thêm cái việc là chỉnh vị trí của tâm. Tuy nhiên là nó chính xác đến đâu thì nó vẫn chưa cho chúng ta nhìn thấy cái sự chính xác đó. Thì chúng ta còn có thêm một cái thao tác nữa như sau.
đó là thay vì các bạn là bấm vào cái công cụ này thôi, thì các bạn có quyền là xử lý như sau. Đây, tôi lấy một hình mới này, nhấp nút vào công cụ. Khi các bạn nhấp nút vào công cụ thì các bạn sẽ gọi được cái hộp thoại liên quan tới công cụ đó ra. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta có hộp thoại Rotate và có trường Anger. Các bạn có thể là bấm trực tiếp vào cái mô hình tròn tròn này và các bạn kéo, hoặc là các bạn có thể là làm sao đây, nhập một con số cụ thể vào đây, ví dụ tôi gõ 45 độ vào đây, các bạn có thể nhìn thấy luôn được là cái con số 45 ở đây. Và bằng cách là nhấn vào cái lệnh preview thì các bạn có thể xem được trước là cái đối tượng của chúng ta nó sẽ quay như thế nào sau khi mà áp dụng cái lệnh này. Nếu các bạn cảm thấy hài lòng rồi thì các bạn có hai trường hợp tùy chọn: một là ok thì nó sẽ xoay đối tượng về đó và nó dừng; hai là copy thì nó sẽ vẫn giữ nguyên cái đối tượng gốc của các bạn nằm nguyên ở vị trí cũ, đồng thời nó sẽ tạo ra một bản sao và bản sao này sẽ được quay đúng những góc 45 độ. Đây, nếu ok này, các bạn nhìn lại này, ok này, đó, đây, xoay góc 45 độ và dừng ở đây. Nhưng nếu đây, Ctrl Z lại, và bây giờ tôi lại nhấp đúp vào đây, đặt lại 45 độ, đó, đây, preview. Và nếu như tôi copy thì sao? Copy thì chúng ta sẽ có hai hình, hình gốc nằm nguyên và hình bản sao sẽ quay đúng ở góc 45 độ do chúng ta yêu cầu đó. Đấy. Và nếu như mà không thích thì các bạn sẽ nhấn vào cancel thì thôi, chả cái nào quay cả, nó sẽ nằm y nguyên như cũ, không can thiệp. Thì đấy là lệnh đầu tiên, là lệnh trong nhóm này là lệnh quay hay là công cụ quay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái công cụ nằm bên cạnh nó hay là nằm cùng nhóm với nó, là công cụ Reflect Tool hay là công cụ lật. Lật thì bình thường chúng ta có lật được hình không? Lật được. Đây các bạn quan sát, tôi chỉ việc là bấm vào một trong các tay nắm điều khiển, sau đó thì tôi cứ giữ và tôi kéo nó qua phía kia thì cũng có nghĩa là tôi đã lật đối tượng rồi. Nhưng mà cách lật này là cách lật thủ công và nó không đảm bảo được cái sự chính xác khi mà các bạn lật đấy, và nó có thể bị sai về mặt diện tích, sai về mặt tỷ lệ. Do đó thì chúng ta nên sử dụng cái lệnh hay là cái công cụ Reflect này. Các bạn nhấp vào lệnh Reflect thì các bạn bấm vào đây thì các bạn có thể thấy là nó cũng hơi hơi giống như là xoay, tức là thực ra lật theo một cách nào đó thì chúng ta cũng thấy là nó cũng hơi hơi giống xoay. Tuy nhiên nếu mà lật chuẩn ra thì các bạn sẽ có cách như thế này: nhấp nút vào công cụ lật đấy, thì cái này nó sẽ hiện ra, hộp thoại nó sẽ hiện ra đấy. Và các bạn sẽ có những cái chọn là theo angle hoặc là theo horizontal hoặc là vertical, thì tùy vào cái phương pháp lật của các bạn mà các bạn sẽ chọn. Ví dụ như tôi chọn vertical hoặc là horizontal đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt. Đây, cái hình này thì có thể hơi khó một tí, tôi sẽ lấy một cái hình khác nó dễ nhìn hơn nhé. Chúng ta dùng một hình chẳng hạn như là hình tam giác chẳng hạn, hoặc là hình ngôi sao chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Về cơ bản thì các bạn sẽ thấy là vẽ một cái hình như thế này thì ngôi sao cánh này nó phải ở trên đúng không? Bây giờ tôi nhấp chọn công cụ lật này. Đấy. Nhấp nút này và tôi sử dụng xoay này thì các bạn sẽ nhìn thấy xoay. Nhưng nếu mà tôi sử dụng lật thì sao? Đây, horizontal, vertical. Đấy. Vertical thì đây. Đấy, horizontal thì nó lật lật ngược bạn. Và lật thì theo cái gì? Lật vẫn theo cái tâm này, nó vẫn lật theo cái tâm này. Chúng ta còn có thêm một cách nữa, đó là chúng ta nhấp chọn cái công cụ, sau đó thì các bạn nhấn an, các bạn kích vào đâu đó. Khi các bạn nhấn vào đâu thì cái tâm quay hay tâm lật nó sẽ được thiết lập mới ở cái vị trí đó, và đồng thời là hộp thoại này nó sẽ mở ra luôn. Đấy, và các bạn sẽ xem này, lật ví dụ theo chiều hướng này, thấy chưa? Đây, preview này, preview thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái này, nó nằm lật lật ở cái này đấy,
nó nằm lập ở cái vị trí tâm quay này, tâm lập này. Thế thì chúng ta có thể là sử dụng cái lệnh lập này để mà chúng ta lập trái, lập phải, lập trên, lập dưới. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm một số các cái công cụ khác như sau. Công cụ Scale Tool. Công cụ Scale Tool thì nó sẽ giúp các bạn là co duỗi tỷ lệ của một cái đối tượng. Đây các bạn quan sát. Ví dụ ngôi sao này đang to thế này. Đó. Tất nhiên tôi có thể scale bằng cách là kéo như thế này để tôi thu phóng cái tỷ lệ như thế này. Thế nhưng mà chúng ta còn có một cái phương pháp khác là chúng ta sử dụng công cụ. Công cụ Scale này khi tôi nhấp nút vào đây thì nó sẽ mở ra hộp thoại và các bạn nhìn thấy là nó có hai tùy chọn như sau. Tùy chọn đầu tiên là tùy chọn Uniform. Uniform thì nó chỉ có một con số là 100%, có nghĩa thông báo đây đang là tỷ lệ gốc của đối tượng. Và tôi có thể tăng lên thành 110% hay 150%. Đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy được trước là khi mà tăng lên tỷ lệ nó sẽ to được nào. Ưng thì nhấp OK hoặc copy như vừa nãy. Tất nhiên là tôi cũng có thể thu bé lại. Ví dụ 80% hay 70% thôi thì tôi sẽ nhìn cái hình như thế nào. Đây, đây. Hình bé như thế này. Và tất nhiên sau khi ưng ý thì có thể copy hoặc OK. Thế ngoài ra tôi còn có một cái tùy chọn nữa. Đó là tùy chọn None Uniform. None Uniform thì nó cho chúng ta hai cái trường cơ chứ không phải là một. Đó là trường chiều ngang và trường chiều dọc. Và tôi có thể hoàn toàn thao tác riêng biệt hai cái này. Một thằng 70%, một thằng 120% chẳng hạn. Đây. Thì chúng ta sẽ có cái co duỗi nó rất khác nhau. Đây. Một cái là bảo vệ tỷ lệ, một cái là tỷ lệ tách ra, có thể điều chỉnh riêng. Đó. Và như vậy là chúng ta có thể là xử lý thêm được những cái thao tác co duỗi tỷ lệ của một hình. Tiếp nữa thì chúng ta có một công cụ nữa gọi là công cụ Shear. Công cụ Shear này thì nó sẽ giúp chúng ta là kéo xiên đối tượng. Các bạn có thể kéo xiên một cách trực quan như thế này bằng cách là trỏ chuột vào và các bạn dê các bạn kéo xiên đối tượng. Hoặc là các bạn nhấp nút công cụ và các bạn làm sao đây? Cho tôi một cái tham số cụ thể vào đây. Can thiệp các tham số cụ thể vào đây. Và như vậy là chúng ta có thể là kéo xiên, chúng ta có thể là điều chỉnh cái đối tượng của chúng ta. Thế bây giờ lặp lại thử những cái gì mà chúng ta đã nói với nhau từ đầu nhé. Chúng ta làm như sau này. Bây giờ tôi bổ sung thêm một vài cái kiến thức nhỏ nhỏ như sau. Ví dụ như là mấy cái hình cơ bản, chúng ta có thể là vẽ ra một hình chữ nhật hay là một hình elip gì đó chẳng hạn. Thế thì vẽ hình elip hay hình chữ nhật thì chúng ta cần lưu ý mấy cái gì? Bình thường ra thì chúng ta vẽ mặc nhiên nó sẽ là hình chữ nhật rồi hoặc là hình elip rồi. Nhưng nếu như khi mà các bạn vẽ mà các bạn giữ phím shift thì sao? Giữ phím shift thì hình chữ nhật nó sẽ thành hình chữ nhật đặc biệt là hình vuông. Đó. Hoặc nếu mà các bạn vẽ elip giữ shift thì nó sẽ thành elip đặc biệt là hình tròn. Đấy. Đấy là trong quá trình mà vẽ mà giữ shift thì chúng ta sẽ được hình đều như thế. Thế còn transform thì vừa nãy chúng ta đã vừa nói tới transform rồi. Ví dụ như thế này, tôi kéo như thế này là tôi thay đổi kích thước của đối tượng. Nhưng tôi kéo cái cạnh nào thì nó chỉ ảnh hưởng đến cạnh đó mà thôi, nó không ảnh hưởng đến cạnh khác. Nếu như mà tôi trong quá trình tôi kéo mà tôi giữ phím An thì sao? Tôi giữ phím An thì tôi kéo, thì kéo đầu này bao nhiêu thì đầu đối diện sẽ gì đây? Cũng co duỗi bấy nhiêu nhưng theo chiều ngược lại. Đây, tôi giãn ra này thì giãn cạnh phải thì cạnh trái cũng giãn ra theo nhưng mà theo chiều ngược lại. Cạnh phải giãn bao nhiêu thì cạnh trái giãn bấy nhiêu. Hay là đỉnh đáy này, tôi kéo cái thằng này lên bao nhiêu thì cái đáy cũng gì đây, mở rộng ra bấy nhiêu. Thế bây giờ từ cái này chúng ta làm thử một cái ví dụ như sau. Các bạn quan sát nhé. Ví dụ như để vẽ một hình đều, tôi chọn công cụ Elip và tôi giữ Shift thì tôi sẽ có gì đây ạ? Tôi sẽ có một hình tròn, đúng không? Nếu như bây giờ tôi sử dụng công cụ Selection này mà tôi giữ Shift, tôi giữ An, tôi co nó vào đây thì tôi sẽ co đều được một cái hình elip thành ra một hình elip, từ elip đặc biệt là tròn thành ra một hình như thế này. Bây giờ nếu tiếp theo nữa mà tôi nói về quay chẳng hạn, đây tôi chọn quay Rotate,
Và tôi nhấn giữ am, tôi đặt ra phía ngoài này để tôi làm cái gì đấy ạ? Xác nhận lại tầm quay. Thì tầm quay nó sẽ vào đây. Tôi có thể thiết lập một cái góc độ quay bao nhiêu đó, ví dụ 15 độ chẳng hạn. Và bây giờ tôi nhấn copy thì nó sẽ giữ nguyên cái hình gốc và nó gì đây? Xoay hình phụ. Bây giờ tôi lại có thêm một cái lệnh nữa là lệnh Ctrl D. Lệnh Ctrl D là lệnh duplicate. Lệnh này nó sẽ nhân bản lại đúng như cái thao tác trước đó của tôi. Thì tôi sẽ có gì đây? Tôi sẽ vẽ được một bông hoa như thế này. Nếu như bây giờ tôi lại chọn toàn bộ cái đống này và tôi group nó lại thành một group, thì toàn bộ những cái đối tượng này nó sẽ trở thành một nhóm với nhau và được coi như là tạm thời được coi như là giống như một đối tượng. Bây giờ nếu như mà tôi có thêm một cái hình nữa, ví dụ như là tôi vẽ một hình tròn này mà tôi tô cho nó màu vàng chẳng hạn, coi như cái nhụy hoa đây. Bây giờ tôi muốn xếp vào đúng giữa này thì tôi sẽ làm gì nhỉ? Chọn cái này, chọn cái này. Sau đó thì tôi phải khóa cái thằng nào lại để đóng hàng. Khóa bông hoa đúng không? Tôi kích một lần nữa vào bông hoa. Và bây giờ tôi gióng vào giữa theo trục đứng này, gióng vào giữa theo trục ngang này. Thì đến đây tôi sẽ có thể đây, nhụy hoa nó rơi vào đúng giữa đúng không? Đấy, và bây giờ chọn group lại thêm một lần nữa, Ctrl G, thì tôi sẽ có một cái bông hoa mà di dịch lúc nào thì nó đi cả cánh, từng cái cánh với nhau, cả nhụy các thứ nó đi cùng nhau. Ví dụ như vậy, thì đây là những cái thao tác rất là cơ bản lúc ban đầu để chúng ta tiếp cận với lại Illustrator cũng như làm quen với những công cụ hay một vài khái niệm rất cơ bản của nó. Đấy. Thế và nếu như mà ở đây thì tôi cũng nói nhanh thêm một khái niệm này nữa cũng tương đối hay, đó là gì? Khi mà tôi vẽ, tôi làm một cái group thì tạm thời các đối tượng này nó sẽ được coi như là một thôi, và tôi thực hiện bất cứ một lệnh nào, thì nó cũng sẽ coi như là nhiệm chung đó. Ví dụ tôi muốn tô theo hoa màu xanh thì tôi sẽ tô cả cái bông hoa cũng xanh mất, tại vì group là nó thành một nhóm rồi và nó chịu chung một lệnh. Vậy thì bây giờ tôi muốn làm một cách nào đó để tôi thay được cái cánh hoa hoặc là tôi thay được cái màu nhụy thôi mà không ảnh hưởng đến các phần khác, thì tất nhiên chúng ta có thể ungroup, chúng ta tháo dỡ nó ra. Này, object ungroup, lệnh group ở trên, lệnh ungroup sang này dưới, thêm một phím shift nữa, Ctrl Shift G. Và như thế thì cũng không khó, nhưng đây trường hợp này là chúng ta mới chỉ có một bông hoa thôi. Ví dụ bông hoa này đang nằm ở trong một cái bảng thiết kế với nhiều các đối tượng khác nữa thì mọi chuyện nó sẽ trở nên phức tạp hơn rất là nhiều. Và tháo ra thì dễ, nhưng gom trở lại thì rất khó. Nếu như nó cũng có nhiều cánh hoa cũng rời như thế thì khi mà chúng ta chọn lựa, chúng ta có thể dễ dàng chọn sót cánh hoa hoặc là chọn nhầm sang cánh hoa khác. Đây tôi là ví dụ như này, group này. Bây giờ nếu như mà tôi nhấn Alt, tôi kéo nó đi sang vị trí mới thì nó sẽ tương ứng với cái việc là tạo ra bản sao mới. Tôi sẽ có bông hoa giống hệt như thế này. Bây giờ tôi không muốn hai bông hoa giống hệt nhau mà tôi muốn rằng một bông hoa màu tím và bông hoa màu đỏ cơ. Thì bây giờ tôi sẽ phải làm như thế nào để tôi xử lý được nó? Thì chúng ta sẽ có mấy cách như thế này. Đừng tháo gỡ nó ra, bởi vì tháo gỡ ra thì dễ nhưng mà gom lại rất khó. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là làm việc theo kiểu cô lập. Thì như thế này, có nghĩa là chúng ta đang chọn cả bông hoa. Nhưng nếu như tôi nhấp nút vào đây thì lúc đó các bạn sẽ thấy là một trong hai bông hoa sẽ bị mờ đi. Có nghĩa là bây giờ chúng ta đang tạm thời cô lập riêng cái bông hoa này ra khỏi những cái thứ khác. Và bây giờ tôi bấm vào đây thì tôi có thể chọn được gì đây, riêng cái bông hoa này. Đến đây nữa thì đã được chưa? Nếu tôi tô thử này, màu tím này, thì các bạn nhìn thấy là tôi đã tô được rồi. Có nghĩa là tôi có thể tô riêng màu tím cho cái này mà không ảnh hưởng đến tầm nhụy, cũng không ảnh hưởng đến bông hoa này. Và bây giờ quay lui lại, chúng ta lại thấy là chúng ta về được cái môi trường làm việc bình thường và chúng ta đã thay đổi được màu, mà cũng không nhất thiết là gì đây nhỉ, phải tháo rời cánh hoa ra. Đấy. Thì các bạn có thể nắm thêm được một cái thao tác như thế này nữa. Và với cái thao tác như thế này thì các bạn cũng có thể là làm thử một vài cái thao tác rất là đơn giản
Tôi lấy ví dụ như là các bạn có thể làm một cái bông hoa như thế này chẳng hạn nhé, hoặc là các bạn cũng có thể làm vẽ tạo thử cho tôi một vài cái hình rất là cơ bản bằng các hình chữ nhật như thế này thôi chẳng hạn. Các bạn có thể tạo cho tôi một cái một hai cái chữ cái đơn giản với các nét thẳng thôi đúng không? Ví dụ như là ở đây chúng ta có thể coi như là chữ Y đi đúng không? Tôi có thể làm ra chữ E, chữ F, chữ H, chữ T, ví dụ như thế. Thế thì chẳng hạn đây là các bạn quan sát như thế này, đây là chữ Y, bây giờ tôi nhấp, tôi kéo ra đây và tôi nhấn thêm phím A thì tôi tạo ra được thêm một bản sao đúng không? Bây giờ hai thằng này giống hàng với nhau bằng đầu đi, và tôi bây giờ tôi kéo A, tôi làm thêm ra một thằng nữa, thằng này tôi có thể là quay nó gì đây 90 độ đó. Bây giờ tôi lại tiếp tục là gì đây, tôi giống cái thằng này với thằng này nằm giữa đi đó. Bây giờ tôi nhấn A, tôi kéo đều hai đầu vào đến đây và cuối cùng là gì đây, group lại chẳng hạn, Ctrl G group lại thì tôi sẽ có một cái chữ H như thế này đấy. Thì thế thì những cái khái niệm rất là cơ bản như này thì chúng ta có thể là làm thử một vài cái bài rất là đơn giản, tạo thử hoa hoặc là làm một vài cái chữ cái đơn giản thế này. Bây giờ thì đến phần thực hành của các bạn để làm quen với những cái khái niệm ban đầu đi.